Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Hà cớ gì mười anh em chúng ta phải đích thân ra tay? Một mình ta lên là đủ rồi. Lão thập động. Ở đây mà có thể tránh được sự truy lùng của sứ giả, nhất định là bên trong gì đó kỳ lạ, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Não bát, não cửu, não thập, ba người các ngươi đi do thám một chút. Nhớ lấy, trước tiên do thám tình hình trước đã, không được hấp tấp hành động. Vâng, đại ca. Nhớ lấy lời ta nói. Đối với người tu kiếm mà nói, thanh kiếm của hắn chính là mạng sống của hắn, kiếm còn người còn. Đối với luyện đan sư mà nói, lò luyện đan chính là mệnh, lò luyện còn, danh dự còn. Đối với chúng ta mà nói, thùng phân chính là mạng sống của chúng ta. Chúng ta nên yêu mến nó, chăm sóc cho nó sự bảo dưỡng tinh tế nhất. Vì vậy trà thùng phần cũng là một học vấn. Chú ý, một xả, hai rửa, ba lau, chu kỳ 5 lần bên trong và ngoài. Sau khi trà nó cho sáng bóng sạch sẽ rồi mới đánh bóng sáp, vậy mới miễn cưỡng đủ điều kiện. Chỉ có như vậy, nó mới nhận người, sản sinh ra mối quan hệ đồng nhất với người. Đấy, ánh sáng của phân à. Như vậy, ngươi mới có thể lĩnh ngộ được phân chi đại đạo. Có lẽ ta nói nhiều như vậy, các ngươi vẫn chưa hiểu. Nhưng nếu như các ngươi đến được cảnh giới này của ta thì sẽ hiểu ra thôi. Mà chỉ cần các ngươi làm được như ta nói, sau này có cơ hội, ta sẽ đi xin tiên sinh cho mỗi người một cặp thùng mới. Nhớ kỹ. Phân giả bất bại. Phân giả bất bại. Bát ca, cửu ca, đại ca cũng thật là. Không chỉ là một hòn đảo tàn hay sao, phá vỡ nó thì xong rồi. Nè lão thất, ngươi ít nói vài câu đi. Ngươi cũng không phải là không biết sự xem trọng của sứ giả đại nhân của Tiên Giang Đại Lục. Mặc dù bây giờ Tiên Giang Đại Lục đang ở diện cấp thấp, nhưng lúc nguyên cổ có thể đưa ra để so sánh với tiên giới đấy. Vì vậy, khí vận lần này đặc biệt quan trọng đối với cấp trên. Người nào dám xen vào tranh chấp khí vận này? Nói rõ ra lai lịch không nhỏ, không nên coi thường, ngươi nhẫn nhịn chút đi. Á đủ, đâu ra mà nhiều thùng phân như vậy? Mẹ nó, đến cái đảo không ra gì này cũng thối, cũng thôi đi. Còn phải ngửi cái mùi thối này đúng là bực mình. Đây. Đây là thùng phân lúc trước tiên sinh đích thân trao cho ta. Mỗi ngày, ta đều thành tâm chùi rửa. Sợ là sẽ có một chút bảo dưỡng không tốt, mà ngươi... mà ngươi lại đá nó bay đi luôn. Ta muốn ngươi phải chết. Phân độn. Phân cửu long đàn. Cái đệt. Một đống phân đang xông thẳng đến chúng ta. Long phân. Thối quá, sợ quá đi.
Sức mạnh khủng bố quá. Cảm giác mùi phân đang xâm nhập vào da thịt. Lão thập đầu. Cái đệt, toàn bộ đống phần, đầu rồng này sao toàn đuổi theo ta vậy? Lão thập đi rồi. Lại có người có sức mạnh cường đại như vậy ở đây, phải về bẩm báo lão đại, hòn đảo này quả nhiên nào bất thường. Mấy vị đại nhân, yên tâm chờ đợi là được. Chắc là ba vị đại nhân kia đã thành công rồi. Đại đại ca, có chuyện gì vậy? Lão thập đầu. Lão thập hắn đã. Cái gì? Ý của ngươi là các ngươi còn chưa lên đảo, đã bị một người lấy phân đánh cho... đã bị một người lấy phân đánh cho không chết cũng bị thương. Đại ca, nói gì là phân? Cái chính là nó mạnh đến nực cười. Huynh nhất định là phải báo thù cho lão thập à. Đảo này... không đơn giản. Nếu như chúng ta liều mạng đánh vào, đừng nói là nhiệm vụ của sứ giả giao cho chúng ta, sợ là không chừng toàn bộ chúng ta cũng sẽ mắc sai lầm như là lão thập. Vậy lão đại phải làm sao đây? Cũng phải có cách gì đó chứ. Không nên tấn công bằng vũ lực, đi do thám chủ nhân của đảo lại trước. Cũng chính là nói phải dùng cách kia thôi. Lão đại, huynh nói thứ này sứ giả đã giao cho chúng ta. Không sai, cả đội nghe lệnh. Bố huyền pháp đại trận. Bởi vì đặc điểm của huyền pháp, thân thể của chúng ta không bị trận pháp và tinh thần tấn công ảnh hưởng, lực phòng ngự cũng tăng lên rất nhiều. Cho dù cao thủ có mạnh đến đâu cũng nhìn không thấu bản thể của chúng ta, tương đương với việc có được thân thể bất tử bất diệt. Vì vậy có thể điều tra ra được những nơi nhỏ ở trên đảo. Chia ra 9 hướng đi điều tra từng khu vực. Ở đâu có trận pháp, ở đó có cao thủ. Ở đâu có vật phẩm liên quan đến khí vận. Đều phải nhớ hết, sau đó tập hợp lại bên hồ phía nam của hòn đảo này. Sau khi về, báo cáo tình hình lại cho sứ giả, rồi mới lên kế hoạch săn bằng hòn đảo. Vì mối hận báo thù cho lão thập. Vâng. Đại nhân, ngài có gì phân phó? Nhớ lấy, ngài phải hộ pháp cho huyền trận này. Nếu như huyền trận tiêu tan, chúng tôi vô phương mà quay về thực thể của mình. Vì vậy cho dù thế nào, ngài không được rời đi nửa bước. Ta hiểu rồi, mong đại nhân yên tâm, ta nhất định là sẽ hộ pháp thật tốt. Ở đây giao cho ngài. Ở yên đây chờ bọn ta trở về. Đại nhân yên tâm, các ngài không về, ta sẽ không đi. Chờ ở đây. Chỉ cần phối hợp với 10 người, Thiên Khôi điều tra rõ ràng thủ phạm là ai, chủ thượng sẽ khen thưởng ta vô thượng cơ duyên. Ta cách đỉnh cao của nhân sinh không xa nữa rồi. Ây à, tốt quá đi. Chỉ cần ngồi đợi ở đây là được rồi. Mùi phân. Không được hấp tấp hành động. Người này dễ dàng đánh bại ba người của ta, nhất định là siêu cấp cao thủ ở trên hòn đảo này. Giống như vậy không có được bao nhiêu người, vì vậy hãy tạm thời bỏ qua hắn. Vâng, tiếp tục thu thập tình báo. Não cửu, ta cảm thấy chúng ta bây giờ phòng ngự bất bại à? Trạng thái bây giờ, cho dù là lão đại toàn lực tấn công chúng ta, cũng không gây được thương tích gì cho chúng ta. Ơi, nếu lúc đầu đối đầu với tên sách phần cũng trong trạng thái như vậy thì tốt rồi, lão thập cũng sẽ không chết. Đợi tra rõ tình báo xong rồi, sẽ báo thù cho lão thập. Lão bát, mau xem, trong nước có một con cá ngốc đang nhìn chúng ta. À,
Mau xem cái bộ dạng ngơ ngáo của nó kìa. Lão Kiều. Rồi, thân thể bất tử bất diệt. Ta sao? Ta còn tưởng hòn đảo này có cơ quan gì đó. Cũng chỉ vậy thôi mà. Còn không phải là đã thuận lợi lên được đảo rồi sao? Đúng vậy. Ở một bên khác, dưới cây này có quá nhiều muỗi, không tận hưởng được bóng râm rồi. Mẹ nó ra, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Không phải đã nói là bất bại phòng ngự hay sao? Sao lại bị một bà gì đạp cho một cái bẹp dí luôn rồi?